Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn ơi. Thì hiện tại em đang đứng ở mặt đối diện của cái phía công viên bên kia, ở dự án Vinhome Grand Park quận 9. Thì mọi người cũng thấy bây giờ em sẽ đi vào cái khu công viên này để quay cho mọi người xem về cái phía bên đây nó sẽ như thế nào. Thì hiện tại chúng ta cần phải có thẻ để tap vào như vậy. Nhưng vấn đề là các bạn, nhưng bên đây nó cũng có một cái ô cũng bị hư nên chúng ta cũng không thể đi vào luôn. Nên thôi, mọi người hãy cùng em đi tham quan cái khu vực bên đây nha. Thì hôm trước mọi người cũng nhớ là cái video trước đây thì em có quay cho mọi người xem là về khu vực đối diện phía bên kia. Thì trong video lần này chúng ta sẽ đi một vòng phía bên đây để xem có gì khác so với phía bên kia không nha. Thì hiện tại thì trời hôm nay trời cũng mây nhiều. Em nghĩ nó sẽ đẹp để thuận lợi đi quay. Nhưng không ngờ đi lại đây thì trời bắt đầu đổ mây đen rồi. Đây em thấy khu vực bên đây của cái bờ cát á, hôm bữa là em đi qua khu bên kia. Bây giờ chúng ta đang khu bên đây. Thì thấy khu bên đây chủ yếu là có rất là nhiều máy tập thể dục. Đây. Máy tập cơ vai. Rất là nhiều máy. Thì em thấy cái phần bên đây của khu công viên thì chủ yếu là dành cho tập, việc tập thể dục là chính. Bây giờ mọi người hãy cùng với em đi một vòng tham quan khu vực bên đây nha. Wow, nhiều máy tập lắm mọi người. Em nhẩm một vòng thì nó cũng cả trăm máy tập á. Đó, mọi người cũng thấy là hiện giờ chúng ta cách bên ngoài có một cái hàng rào bằng kiến. Từ góc này mọi người chắc cũng có thể nhìn thấy được cái hàng rào này dày lắm. Hiện tại thì để vô với khu vực công viên của Vinhome Grand Park quận 9 này thì ngày càng khó khăn hơn nữa. Bây giờ bảo vệ sẽ xét từ phía bên ngoài luôn rồi mọi người. Chúng ta không còn được chạy vào bên khu vực bên bên trong này nữa. Có nghĩa là từ cái khu vực mà Rainbow á để vô đây thì hiện giờ chỉ một đường thôi. Thì đường đó hiện giờ bảo vệ bên Vinhome á cũng người ta cũng đã chặn lại rồi. Bây giờ vô đây thì người ta sẽ xét thẻ từ cái khu vực, từ cái khu đó luôn, chứ không nhất thiết phải là xét thẻ ngay cổng ra vào nữa. Thì khi mà quý cô chú anh chị và các bạn đã xét thẻ ở bên kia rồi, vào tới khu vực bên đây thì các bạn nhân viên đang kiểm soát cổng á sẽ kiểm tra các cô chú anh chị và các bạn một lần nữa để chắc rằng các quý cô chú anh chị và các bạn là cư dân ở trong đây hoặc là phải có thẻ cư dân thì người ta mới cho chúng ta vào. Bởi việc vào những khu vực này thì ngày càng khó khăn hơn nữa. Mọi người cũng thấy á, đây ở đây em thấy một con cái toilet nè, ở phía dưới góc công viên có cái toilet đó, mấy cái máy này nhiều. Em thấy cái bờ cát bên đây nó đẹp hơn nè mọi người đó. Gió thổi lào xào, chúng ta đi ra bờ cát chơi nha. Ở đây cỏ nó như vậy nhưng chắc là chỗ gì ra được. Rồi, chúng ta lại đi ra bờ cát trắng rồi. Thì cái view từ hướng bên cái bờ cát trắng bên đây á, nhìn về thì khu vực bên kia thì sau này chúng ta sẽ thấy là thấy các tòa nhà cao tầng. Còn hôm bữa mọi người có nhớ là đây, quay cho mọi người xem mịn lắm mọi người, rất là mịn, đẹp lắm. Đây, bên đây người ta cũng đang cải tạo nữa nè. Kìa, nếu chúng ta đứng từ hướng bên đây chúng ta sẽ nhìn qua được cái dãy cây ánh sáng phía bên kia. Hôm trước thì em đi, mọi người có nhớ không, em có đi cái dãy cái bờ cát bên đó đó. Còn hôm nay em sẽ qua bên đây. Thì khu vực bên đây vẫn đang rào,
không biết là có trực thuộc dự án Vinhome hay không. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người ra biển, à, biển hồ chứ. Đây cái nước nó vậy nè mọi người. Mọi người thấy khác gì ngoài biển không? Y như ngoài biển vậy nè. Đây mọi người nhìn nè, giống y như ngoài biển đúng không? Đây đó, ở đây có những cái đèn, thì buổi tối em nghĩ người ta sẽ bật đèn lên cho cái khu vực này nó đẹp hơn. Đây những cái lều nè mọi người, thì cái khu vực ở trong này là khu vực rất là nhiều máy tập, còn đây là những cái lều để chúng ta nằm nghỉ ngơi, ngồi nghỉ ngơi. Đây cái lều nó giống vậy nè, thì khi ngồi trong những cái lều này nó sẽ cảm giác thế nào thì giờ em ngồi thử cho mọi người xem nha. Nó đang như vậy, giật nó lên nha. Đây dựng lên rồi, em sẽ ngồi vô thử để xem. Ây à, đó thì chúng ta ngồi trên những cái lều này á, trên những cái ghế như vậy á, thì sẽ nhìn về cái view như vậy nè. Hướng bên kia là hướng công viên ánh sáng, mọi người thấy sao đẹp lắm đúng không ạ? Đây là cái công viên rất là ăn tiền của cái dự án Vinhome Grand Park quận 9 này, với cái quy mô của nó rất là lớn, cát trắng mọi người thấy rất là đẹp, không gió lồng lộng nữa. Ở vị trí bên đây mọi người thấy cái hàng dừa này, hiện giờ những cái cây này ô có trái rồi mọi người. Đây em cho mọi người xem nha. Cái dừa này nó có trái luôn rồi. Bên đó thì các người ta vẫn đó, có xe cần cẩu vẫn đang làm. Thì công viên này hình như là vẫn chưa hoàn thiện lắm, nhưng hiện tại đã là quá đẹp rồi. Đây quay cho mọi người xem nè. Đó, rất là nhiều cái ghế để chúng ta có thể ngồi nghỉ ngơi vui chơi ở đây, đặc biệt là đối với cái gia đình có con nhỏ. Em nghĩ chỗ này thì mấy bé nó thích lắm, chẳng khác ngoài biển mọi người. Thì khi chúng ta ra biển thì chúng ta cũng chỉ muốn là tắm biển rồi nằm trên bãi cát nghỉ ngơi đọc sách hoặc là ăn uống này nọ. Thì với những cái việc như vậy ở công viên này hiện tại em thấy cơ bản đã có thể làm được. Bên kia người ta đang khay, đang bắt đầu cũng trùng tu lại, cải tạo lại mọi người. Nè, mọi người thấy mấy cái đụm cát không? Đây, vô đây là các máy tập thể dục, cây xanh, cây dừa này nọ. Đó, cái này nè. Thì với cái việc mà kiểm tra an ninh ngày càng gắt gao như vậy thì trong những khu công viên này càng vắng người. Hiện giờ mọi người cũng biết là cái phân khu Rainbow vẫn đang trong thời gian giao nhà. Đây nhìn góc này chắc mọi người cũng thấy kìa, từ xa xa cái phân khu Rainbow đó hiện giờ vẫn đang giao nhà, thì lượng cư dân về đây cũng chưa có đông. Thì cái khu vực này cách trung tâm Sài Gòn tầm khoảng 20 mấy cây. Đi xe thì em cũng đã có quay video trước cho mọi người xem. Thì nếu chúng ta di chuyển bằng xe máy thì nó khoảng là 40 mấy 50 phút đó mọi người, tùy theo đường xá, nhưng khoảng cỡ đó 40 mấy 50 phút. Mát quá à. Kiểu như là giờ em đang mua nguyên cái công viên này vậy á, chẳng có ai trong đây hết. Hiện giờ trong công viên này đúng nghĩa là đang có chỉ một mình em thôi, không có người nào hết. Không biết gọi là nên may hay là cây trà là 79 quấn số mọi người. Đó. Cái này như là một cái chòi để chúng ta ngồi nghỉ ngơi vậy á. Wow, mây đen kéo tới rồi, không biết có mưa không nữa.
cây này cây cọ Mỹ à, khác nhau đây chà là. Thôi thì chắc em tranh thủ đi một vòng cho mọi người xem nha. Ghế, mấy ghế ở đây thì nó cái view này thì quá đẹp rồi. Em sợ chắc mưa quá mọi người ơi. Wow, hiện giờ cái tiếng xây dựng là rầm rộ luôn á. Nếu ta ngồi như cái ghế băng ghế này thì nhìn về view xem nè. Quá rộng. Đây như cái một cái quảng trường để chúng ta ra nhìn về biển hồ. Đây hồi cùng em nha. Đây cái nước này là nước của khu vực biển hồ nè. Nhìn qua hướng bên đó là khu công viên ánh sáng rồi. Đây khu công viên ánh sáng, các cụm tòa Rainbow. Đó, chúng ta đang ở cái bờ cát trắng đối diện bờ bên đó. Hôm bữa chúng ta quay clip ở bên đó, có vẻ bên đó đang mọi người nghe tiếng ghê không, xây dựng cái dãy đó đang xây dựng biệt thự của mọi người. Trời đang chuyển mưa từ từ rồi, hy vọng là sẽ quay được hết video này cho mọi người xem trước khi trời mưa. À, hai cái bờ cát này là hai bờ cát nó đối diện nhau luôn, không có đường băng qua hai phía công viên rồi mọi người. Hôm trước chúng ta đi phía bên kia rồi, hôm nay thì em dẫn mọi người đi phía công viên bên đây nha. Tự nhiên trời chuyển đen đen làm cũng hả hơi hối hả. Rồi chúng ta cứ tiếp tục. Mọi người thấy là hết chưa? Trời Sài Gòn lúc nắng lúc mưa. Mới hồi nãy còn nắng, còn bây giờ đã chuyển đen rồi, rột lát là mưa xối xả. Đây, qua đây chúng ta cũng có một bờ cát tiếp theo. Và như em nói là cái khu bên đây thì chắc người ta là muốn xây dựng để cho lượng cư dân vào trong đây tập thể dục. Nên cái phía bên kia thì em thấy còn có những cái khu để chụp hình này nọ, các khu lồng đèn rồi mấy cái ánh sáng rồi kiểu mấy con đường tình yêu này nọ, để cho chắc là cho các bạn vào chụp hình vui chơi này nọ. Nhưng còn cái khu bên đây thì em nghĩ đang hướng đến là người lớn tuổi, các cô chú các anh chị lớn tuổi, người ta quan tâm đến sức khỏe, người ta muốn vào công viên dẫn theo gia đình này nọ. Kiểu như bên đây thì cho các bé chơi. Đây mọi người thấy cái bãi cát như vậy thì chúng ta có thể cho các bé chơi. Còn các cô chú anh chị đó thì có thể lên trên những cái máy tập trong đây để tập thể dục. Nè. Đó. Thì em nghĩ chắc là trời cũng chuyển mưa thôi chứ không có mưa đâu. Bên đây thì cát nó ít trắng hơn mọi người. Đó, nhìn ốc này thì mọi người thấy cái sự xây dựng rầm rộ. Bên này cây ánh sáng nè. À, em thấy bên góc đối diện đó là người ta như là mới trồng thêm cây dừa hay sao đó, không biết có đúng không nữa. Em thấy nó hơi khác, tại người ta giăng dây nhiều lắm mọi người. Giăng dây lại rồi, hôm bữa em đi không có giăng dây nhiều như vậy. Thì chắc là hôm nay chắc em chỉ dẫn mọi người đi tham quan khúc bên đây thôi. Nếu được thì tối nay khi mà những cái ánh sáng này bật đèn, em sẽ dẫn mọi người ra vào bên hướng bên đó để tham quan xem cái công viên mà Vinhome Fame Park quận 9 này buổi tối như thế nào. Đặc biệt là còn có cái tên gọi khác là công viên ánh sáng đó mọi người. Cái cây đó phát sáng này nọ, nhìn giống bên cái
Garden by the Bay của Singapore. Đó, mọi người thấy là cái lượng máy tập thể dục trong đây là quá nhiều. Bên đây là chắc là đang trang bị thêm máy tập nữa mọi người. Đây. Quá nhiều. Với cái lượng này là trong cùng một thời điểm là có thể tập mấy trăm người. Cả trăm người hơn mọi người. Em thấy là cái lượng máy như vậy, ngay trong cùng một đồng thời, trong cùng một thời điểm là phải cả trăm người á. Một trăm mấy, hai trăm người em đoán. Em không biết chính xác chứ. Đây là một cái... đầy đủ luôn. Rồi cũng thấy là giờ trời đang mây tối xuống rồi. Nhìn cũng hả. Nhìn đen sợ. Sợ mất mưa mà. Đây, bên đây thì mình thấy đang chắc là mới mua thêm máy mà. Đó đúng rồi. Mới mua thêm máy. Lắp vào. Em dự kiến cho đây, họ thấy rất là nhiều khu. Quá nhiều khu tập. Đây gọi là gym ngoài trời. Quá lớn. Có xả nữa mọi người. Thì càng đi về phía bên đây thì mọi người nghe cái tiếng xây dựng càng nhiều. Cái công trường này bây giờ nó xây dựng rầm rộ lắm. Nó là một đại công trường luôn rồi. Thì tầm chắc 3 năm nữa, em nghĩ 3 cho tới 5 năm nữa thì khu này khi nó hoàn thiện nó rất là đẹp. Thì không chỉ cái khu vực Vinhomes Park này không chỉ có một mình duy nhất cái công viên này. Nó còn rất nhiều công viên nội khu ở dưới các sảnh tòa nhà. Và chuồng chuồng bay rất là thấp. Nhưng chắc là sẽ mưa lớn đó. Thì đó, mọi người xem. Em quay nhanh thôi cho mọi người có thể hình dung về cái khu vực công viên hai khu. Cái công viên phía bên kia em đã quay một video rồi cho mọi người xem rồi. Bây giờ em quay thêm công viên phía bên đây cho mọi người thôi. Rồi mọi người cũng thấy là hiện giờ cái tình hình mà an ninh ở trong đây đang được thắt chặt rất là nhiều. Hầu như chỉ có các bạn bảo vệ rồi các anh chị mà xây dựng, các anh chị trồng cây xanh này nọ rồi chăm sóc cây mới đang ở trong khu công viên thôi. Hiện giờ em là người duy nhất mà là người lạ đang đi di chuyển trong công viên này. Tại một phần thì em cũng nhận được một vài email của các anh chị cũng có nhờ em đi quay kỹ hơn về cái khu vực bên đây, đặc biệt là vào buổi tối. Vì có vài anh chị dự tính là sẽ đầu tư ở cái khu bên Vinhomes Park này để ở chung với gia đình. Nên mấy anh chị đó cũng một phần là cũng ở xa. Rồi cũng có anh chị là ở nước ngoài nên không có thể nào mà quay được cái mà cập nhật được những cái tình hình thực tế về những cái khu đây. Wow, mọi người thấy không? Quá bự. Những khu đây xà đơn. Đó. Mọi người nhìn những cái lượng máy tập như vậy nè. Một cái gym ngoài trời mà cái lượng máy tập quá nhiều. Bên đây cũng có một cái máy bán hàng tự động nữa. Đây là một cái toilet, tiếp tục toilet. Ở dưới kia em thấy một cái toilet. Ở đây có thêm một cái toilet nữa. Đây, qua đây một khu nữa. Quá nhiều khu tập luyện. Đó, thì em cũng nói tiếp là các anh chị đó là có người thì ở xa, có anh chị thì ở nước ngoài.
dự định là mua, đầu tư, hoặc là sau này có thể khi mà toàn khu nó xây xong hết rồi thì có thể là ở đây khi mà mấy anh chị ở từ nước ngoài về có thể đi lại đây rồi ở trong cái khu này luôn, rồi chơi tầm 2 tuần gì đó, rồi các anh chị đó sẽ đi quay trở lại bên đất nước mấy anh chị đang sinh sống trở lại, rồi cho thuê cái căn bên đây. Nên mấy anh chị đó cũng muốn xem về cái thực tế của cái khu vực ở đây như thế nào. Thì mọi cũng thấy một phần là vì em cũng là một người bình thường như quý cô chú anh chị và các bạn thôi. Em cũng yêu thích những cái khu vực mới, những cái nơi phát triển của thành phố, những nơi mà đang giúp cho thành phố này ngày càng đẹp hơn, ngày càng phát triển hơn. Thì đó chính là những cái nơi em rất là thích. Và đó chính là lý do tại sao em thành lập nên cái kênh Sài Gòn ơi, để cập nhật về những thứ mà đang phát triển, những thứ mà đang thay đổi từng ngày ở Sài Gòn cho quý cô chú anh chị và các bạn xem. Thì khu Vinhome Prime Park quận 9 này cũng chỉ là một trong những khu mà đang được đầu tư và phát triển ở Sài Gòn. Nhưng vấn đề là nó được đầu tư rất là nghiêm túc. Mọi người cũng thấy là cái quy mô của nó rất là lớn và chủ đầu tư rất là chú trọng với cái dự án bên đây. Thì đó là lý do tại sao mà mọi người thấy là em làm khá là nhiều video về khu vực này. Thứ nhất là vì nó là một cái khu rất là lớn, nó có thể gọi như là một cái thành phố thu nhỏ nha mọi người. Hiện giờ những gì chúng ta thấy nó chỉ là một phần nhỏ của thành phố này thôi. Một thành phố rất là nhỏ, thu nhỏ, thì nó vừa có đại công viên, rồi biển hồ cát trắng, rồi các tiện ích này nọ. Thì với những gì mà cái chủ tư Vinhome làm được thì em thấy là nó góp phần thay đổi cái bộ mặt của thành phố, nó làm cho thành phố ngày càng đẹp hơn, ngày càng hiện đại hơn. Và em thích điều đó, nên đó là lý do tại sao mà em quay nhiều video hơn về cái khu vực Vinhome trên Park quận 9 này. Thì đó, thì hy vọng là ở Sài Gòn sẽ ngày càng có nhiều chủ đầu tư, có nhiều công ty, nhiều tập đoàn chú trọng hơn về việc xây dựng những cái khu mà phát triển, giúp cho thành phố ngày càng phát triển hơn, ngày càng xinh đẹp hơn nữa. Em biết thì những cái việc này thì nó cũng liên quan đến chính quyền này nọ phải hỗ trợ. Nhưng nếu mà chủ đầu tư, em nghĩ nếu mà chủ đầu tư mà người ta quyết tâm á thì chắc người ta sẽ có cách thôi, em nghĩ là như vậy. Tại vì nếu như với chủ đầu tư Vinhome xây được, chủ đầu tư tập đoàn Vingroup xây được thì sẽ rất là nhiều công ty tập đoàn bất động sản ở Sài Gòn hiện tại nói riêng và rất là nhiều tập đoàn công ty ở Việt Nam nói chung cũng có thể đủ khả năng để xây dựng những cái khu mà đẹp như vậy, những khu lớn như vậy. Mọi người cũng thấy là hiện giờ bên phía quận 7 thì cũng có công ty Phú Mỹ Hưng nữa. Thì Phú Mỹ Hưng xây dựng thì cũng quá đẹp rồi, nó là một cái khu đô thị rồi, nó còn thậm chí nó còn bự hơn bên đây rất là nhiều lần, mấy chục lần nữa. Thì đó, bây giờ chúng ta quay trở ra rồi. Thì ở đây có cái đài, em nghĩ là đây sẽ là một cái đài phun nước đó mọi người. Hiện giờ thì chưa xong thôi, em đoán thôi nha, này là cá nhân của em đoán, thì có thể ở đây sẽ có cái đài phun nước và một cái logo, một cái bảng logo về cái khu bên đây. Alo, anh không có nhu cầu em ơi, cảm ơn nha. Rồi, em nghĩ chúng ta đã quay xong hết cái khu vực bên đây, tạm thời là xong cái phần bên đây của công viên, nên em chắc sẽ đi ra ngoài để lấy xe. Sợ là sợ tiếng mưa chạy không kịp. Thì đó, em nói đó, em nghĩ cái chỗ này nó sẽ là một cái đài phun nước nè, rồi người ta sẽ lập để cái bảng có để chữ Vinhome Prime Park hay cái gì đó,
Đó, đây vẫn so với khu vực bên kia, khu vực mé bên kia thì khu vực bên đây nó cũng còn tương đối là trống. Nghe Mỹ một phần chắc là chủ đầu tư đã nhắm khu vực này sẽ là xây làm khu vực để tập luyện thể dục ngoài trời. Rồi những cái khu mà kiểu đường đi rộng rộng vậy chắc là dành cho các gia đình và những các bé nhỏ đi chơi luôn mọi người. Đây, trong đây có xây cái ghế gì cũng hay lắm mọi người. Uốn éo. Cứ mỗi cái băng ghế này có một cái ghế này thì chắc là để ngồi, chắc là ngồi nói chuyện á mọi người. Thì ngồi, ngồi bên đây nói chuyện với bên đây. Còn đây, để ngồi bên đây. Đây là cái view nhìn từ phía bên trong nhìn ra. Em nghĩ bây giờ mưa nó có thể mưa nó sẽ lớn đó. Nên chắc là em sẽ kết thúc video này ở đây. Em sẽ đi ra ngoài. Đó, cửa ra cũng là cửa vô luôn ở bên đây. Thì rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ cung cấp cho quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh mới nhất về khu công viên Vinhome Grand Park quận 9. Nếu mọi người có yêu cầu hoặc comment góp ý gì thì hãy comment phía dưới video hoặc email về email của kênh Sài Gòn ơi channel@gmail.com. Em sẽ phản hồi email khi nhanh nhất có thể, và với những yêu cầu mọi người thì em sẽ ưu tiên để quay những khu vực mà mọi người yêu cầu. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn ơi để giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nữa nha. Rồi, ok. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi. Bye bye mọi người.